Xin mến chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị trở lại thông tin buổi chiều hôm nay ngày mùng 9 tháng 7 rồi. Mình xin cập nhật tất cả các thông tin và nội dung liên quan đến việc ẩn tu và khắc thực của thầy trong suốt thời gian qua kể từ khi mà thầy đã ẩn tích lần thứ ba Đến bây giờ tất cả những lo lắng cộng đồng mạng các Phật tử ai cũng luôn hướng về thầy. Nhưng mọi thông tin về thầy thì đến bây giờ chúng ta có thể rất là buồn vì mọi thông tin không được cung cấp nữa. Thưa quý vị. Về việc mà trong những ngày gần đây xuất hiện rất nhiều các đoạn video cũng như hình ảnh mà được cung cấp từ các anh thanh niên đồng bào miền núi đó thì chúng ta cũng đã thấy đến bây giờ cơ quan chức năng cũng đã lên tiếng và không cho cung cấp cũng như tiết lộ các cái thông tin về việc ẩn tu của thầy. Đây là một cái hiện tượng mà chúng ta có thể đặt ra nhiều cái giả thuyết suy nghĩ liệu có phải là cơ quan chức năng đã hỗ trợ để giúp đỡ cho thầy ẩn tu một cách an toàn hay không? Hay là một nhóm tổ chức nào có thể là người xấu đứng sau mà muốn bưng bít tất cả các cái thông tin về hiện tượng của thầy, không muốn cho cái thông tin về thầy được lan tỏa trên mạng xã hội nữa? bởi vì chúng ta cũng đã thấy cái hiện tượng về sức lan tỏa của sư thầy thích minh Tệ chỉ trong vòng hơn một tháng qua thôi nhưng đã làm lay động đã đánh thức và có thể là đánh bại rất nhiều các ma tăng ma chướng trong cái uh, cuộc chơi tranh giành về niềm tin của đức phật này chúng ta cũng đã thấy rằng đó là một cái dấu hiệu cho cái sự mà u uất phía sau một cái màn tối mà hình ảnh về ánh sáng của sư thầy thích minh tề đã lướt qua đã lóa lên thì cho chúng ta thấy đó là một hiện tượng của xã hội mà đến bây giờ cả xấu và người tốt lẫn lộn với nhau khó mà tin được trong những ngày gần đây thì rất nhiều các cái đoạn video à, tung ra để chứng minh rằng việc thầy ẩn tu là an toàn, việc thầy khất thực là có thật và việc thầy vẫn đang bình an vô sự trên con đường ẩn tu sau khi cái đơn cầu cứu từ gia đình của thầy đó là em Thinh thì những thắc mắc những câu hỏi được đặt ra và đến bây giờ thì chúng ta thấy rằng đã được giải tỏa một lần suy nghĩ để cho chúng ta an tâm và biết rằng những hình ảnh về những đoạn video đó là là có thực và mới nhất trong thời gian gần một tháng trở lại đây. Để chứng minh những điều đó thì chúng ta thấy rằng trên mạng xã hội tất cả các cái nền tảng được chia sẻ lan tỏa rất nhiều hình ảnh từ các giọng nói của thầy cũng như các giọng nói của các anh em thanh niên người đồng bào dân tộc cũng đã tìm cách hỗ trợ và giúp đỡ cho thầy trên con đường ẩn tu nơi mà thầy không biết đường để thầy đi trong rừng trong suối và kể cả là những nơi hoang vắng nhất thì tất cả những hình ảnh đó được chia sẻ có phải là ngẫu nhiên có phải là cố tình hay không thì đến bây giờ chúng ta tạm tin đó là thật chứ cũng chưa có chứng minh thực tế rằng là những hình ảnh đó được những nhân vật nào có phải là nhân vật à, người đồng bào thực sự mà tình cờ ngẫu nhiên hỗ trợ gặp thầy trên đường hay không hay là một tổ chức nào đứng ngồi đó để quản lý để mà à, tìm cách không cho thầy xuất hiện ra bên ngoài hay hoặc là một cơ quan ban ngành nào đó có thể có trách nhiệm và âm thầm theo dõi từng bước đi từng cái đồng cử của sư thầy Thích Minh Tuệ trên con đường ẩn tu đến bây giờ tất cả những điều đó đều nằm trong một luồng suy nghĩ mà chúng ta đang rất là băn khoăn liệu thầy có an toàn hay không liệu thầy có phải là được bảo vệ bởi một đơn vị nào tích cực để hỗ trợ giúp sức cho thầy hay không hay việc của thầy mà đang tu tập như vậy đang bị che giấu đang bị tìm cách mà đẩy thầy vào trong rừng sâu bởi một thế lực bởi một nhóm người xấu nào đó là tất cả những điều mà ai cũng đang hoang mang kể cả là các phật tử cũng như những người ở tôn giáo khác trên khắp thế giới này đều hoang mang đều lo lắng cho tình hình tu tập cũng như sức khỏe của thầy thưa quý vị trở lại tất cả những diễn biến trong suốt từ khi mà lần đầu tiên thầy đã được cơ quan chức năng hỗ trợ về gia lai để làm căn cước làm mà bắt bo rồi rất nhiều các cái nguồn tin được cho rằng thầy có thể xuất ngoại để rời Việt Nam và đi Ấn Độ để tu tập đó là ước nguyện của thầy và đó là tất cả những nguồn thông tin nhưng đến bây giờ chúng ta vẫn hồi hộp chờ đợi liệu thầy có được an toàn để đi tu tập du và du hành trên khắp thế giới được hay không thì đó là điều rất quan trọng nhưng hiện tại thì chúng ta thấy rằng thầy đang ẩn tu trong một cái tình thế rất là bất đắc dĩ mà khiến cho thầy phải băng rừng lội suối rồi có thể là hiện tại thì thầy đang ẩn trong rừng sâu núi độc như vậy mà tất cả những cái thông tin về thầy không hề được tiết lộ và không biết thưa quý vị đặc biệt nhất là ngày hôm qua thì có nhiều thông tin chia sẻ về việc mà gần đây hai anh đồng bào người dân tộc đã thường xuyên chia sẻ những hình ảnh và những đoạn video về thầy trong um, suốt thời gian ẩn tu vừa qua để cho mọi người phật tử được an tâm uh, để không còn lo lắng về thầy thì đột nhiên ngày hôm qua lại có một cái thông tin cho rằng là hiện tại các anh em đồng bào này cũng đã được cơ quan chức năng mời lên làm việc và không được cung cấp chia sẻ tất cả các cái thông tin cũng như hình ảnh về việc ẩn tù của thầy thưa quý vị liệu đây có phải là một tổ chức một đơn vị nào đang đứng phía sau để âm thầm bảo vệ thầy hay không bảo vệ một cách tuyệt đối hay là bảo vệ mà có thể để cho thầy không còn cơ hội để khắc thực như vậy thì chúng ta vẫn biết rằng à, nếu thực sự là như vậy thì cơ quan chức năng cũng đã âm thầm cho người bố trí để có người theo dõi và hộ tống thầy trong suốt thời gian gần một tháng trở lại đây như vậy thì điều đó cũng là rất tốt rồi nhưng mà cái lo lắng của người dân vẫn còn đang rất là nghi ngờ bởi vì hiện tại thì chúng ta vẫn chưa phân biệt được ai là xấu ai là tốt trong cái sự kiện mà hành khắc thực cũng như là trên con đường hành đạo của thầy cho nên người dân rất là băn khoăn và lo lắng việc người dân đưa ra nhiều ý kiến à muốn giải thích việc thầy là một công dân bình thường được trả tự do về gia gia đình thì tại sao thầy bây giờ lại khất thực trong một cái điều kiện bí ẩn như vậy nếu là được cơ quan chính quyền hỗ trợ thì phải công khai để cho người dân có à, cơ hội được phép để mà nhìn nhận thầy đơn giản chỉ là nhìn nhận và biết về cái tình hình ẩn tu của thầy thôi hay hoặc là người dân có thể được Ừ, sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và có cơ hội để đảnh lễ và gặp thầy trong một cái điều kiện mà phải đảm bảo an ninh trật tự đó là cái điều mà người dân đang rất cần và rất cần sự quan tâm của chính quyền cũng như là câu trả lời từ vấn đề này nhưng đến bây giờ tất cả sự lo lắng của người dân đều trong vô vọng thưa quý vị hiện tại thì rất nhiều các cái nguồn thông tin trên mạng xã hội chia sẻ rất nhiều hà các cái lý do về việc ẩn tu của thầy nhưng mà đến bây giờ chưa có một câu trả lời nào đích thực để chúng ta khẳng định và biết được rằng thầy có an toàn, thầy có tồn tại và thầy à, có được đi khất thực cũng như là sức khỏe của thầy à, an toàn để cho mọi người an tâm mà lo à, công việc hay không. đến bây giờ tất cả những giải đáp này chưa có một lời giải thích cụ thể thưa quý vị. tất cả những hiện tượng những sự kiện liên quan đến sư thầy thích minh Tệ không chỉ riêng cộng đồng mạng các phật tử mà các tôn giáo trên khắp thế giới này mọi người đều ngưỡng mộ đều tôn kính và đều khâm phục cái ý chí cũng như là tinh thần nghị lực mà thầy đã hy sinh bản thân của mình để thực hiện cái nguyện đạo của mình trên con đường chân lý về niềm tin của đức phật đi tìm ánh sáng tươi sáng để chai lấp cái mảng tối lu mờ của xã hội hiện tại chúng ta cả đang thấy rằng có rất nhiều điều mà chúng ta khó có thể hiểu ra sau khi ánh sáng và niềm tin của sư thầy được lan tỏa, được thức tỉnh thì chúng ta cũng đã nhận ra rất nhiều các cái bóng tối phía sau đó. Đó là những cao tăng, đó là những cái điều mà chúng ta trước nay đã bị lầm tưởng, đã bị mê muội Nhưng đến bây giờ tất cả sự thật đó đều chưa có một câu giải thích và chứng minh cụ thể. Nhưng thực tại thì nếu à, Sư Minh Tệ là một báo vật của đất nước, là một hình tượng của niềm tin và ánh sáng thì tại sao không được hỗ trợ, tại sao không được bảo vệ để cho người dân cộng đồng lòng mà lan tỏa để rồi ngưỡng mộ để rồi tôn kính một hình ảnh của đức Phật sống giữa đời thường như thế này. Đó là điều mà băng khoăn cả cộng đồng trên thế giới đều à, đều hướng về sư thầy và đều mong chờ cái câu giải thích từ các đơn vị ban ngành cơ quan chức năng à, nếu là thực sự hỗ trợ cho thầy thì hãy công khai để cho thầy được hành khắc thực trong một điều kiện được bảo vệ hợp pháp và an toàn nhất thưa quý vị việc mà thầy được tôn kính được trân trọng cũng như là được cả thế giới cho rằng đây là một bảo vật là một viên ngọc Quý là một ánh sáng của niềm tin về Đức Phật thì cộng đồng trên khắp các thế giới này kể cả các tôn giáo khác cũng đã công nhận và ngưỡng mộ thầy. Như vậy thì cũng rất mong các cơ quan ban ngành có thể phối hợp với nhau và tạo điều kiện để thầy có được cơ hội để phát huy cái tinh thần cũng như cái tiềm năng về Phật pháp để lan tỏa để giáo huấn con người thay đổi cuộc sống giữa đời thường này và để cho thầy có điều kiện để thực hiện hết cái hành đạo của mình trên con đường đi tìm chân lý của đức phật xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và theo dõi đoàn thông tin trên xin mến chúc quý vị và các bạn có một ngày bình an và hạnh phúc mình xin gửi lời chào thân ái ạ à.